đội ngũ những nhà sáng lập của Sinhouse Premium vừa chính thức ra mắt công chúng và đặt mục tiêu phát triển hệ thống trên toàn quốc, đồng thời nhượng quyền sang nhiều quốc gia trong năm nay. Sinhouse là chuỗi hệ thống cung cấp dịch vụ làm đẹp và chăm sóc da, có mặt tại 4 quận lớn của thành phố Hồ Chí Minh là quận 3, quận 10, Thủ Đức và Phú Nhuận. Với lối kiến trúc mang nét hiện đại và sang trọng, cùng đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên có kinh nghiệm, được lựa chọn kỹ càng, kết hợp công nghệ tiên tiến trên thế giới, giúp khách hàng trải nghiệm, tận hưởng không gian thư giãn, cũng như các dịch vụ hoàn hảo tại Sinhouse Premium.